khó khăn quá. Bây giờ vợ mình về, vợ mình biết mình bị mất việc là cô ta giết mình chết. Không được, không được. Bây giờ sao ta? À, bây giờ mình kể những chuyện xui xẻo nhất của đồng nghiệp mình, rồi cô ấy nghe được, cô ấy trường hợp mất việc của mình là may mắn lắm. Xuất sắc. Kế sách hay. Bình tĩnh Phong ơi. Yes. À, chồng. Dễ đi làm về. Ồ, về mời vợ ngồi. Ồ, đây mặt mày tươi tỉnh quá ta. Vợ ngồi, vợ ngồi nha. Chồng. Hả? Ồ, nay mặt mày tươi tỉnh vậy? Ừ. Có chuyện xui hả? Sao em biết? Hả? Xui lắm em ơi. Thằng Bình bạn anh sao mới bị trộm vô nhà quân hết đồ đạc luôn. Chưa hết đâu em. Gì nữa? Cái chuyện này mới ghê nè. Thằng Bình bị trộm vô nhà quân hết đồ đạc đúng không? Ừ. Con vợ nó bị tai nạn liền. Ghê chưa? Oh my god. Chưa hết đâu. Bà sếp cũ của anh nha mới ly dị chồng. Chưa hết đâu. Sao nữa? Em có nhớ con Mộng Trinh? Sao? Em nói giống con Ngọc Trinh dòng E56 không? Ừ đúng rồi. Sao vậy? Đó bây giờ nha. Bây giờ nó về nó lấy chồng xong đúng không? Em tưởng nó hạnh phúc gì. Không có đâu. Chồng nó quýnh. Quýnh con nhỏ Mộng Trinh từ dòng E56 quýnh dòng E65. Cái gì ghê vậy? Ghê chưa? Ôi trời ơi, anh làm em sợ quá nha. Thôi thôi thôi, đừng kể em ba nghe mấy chuyện này nữa. Thôi mà anh muốn kể, em muốn kể. Thôi anh muốn kể, anh muốn kể. Thôi anh muốn kể, em muốn nghe. Anh làm gì vậy? Anh ngồi đây bắt ghế anh kể cho. Thôi đi nè. Mà cái chuyện nó có liên quan tới anh đâu. Liên quan chứ sao liên quan, anh kể rất liên quan. Anh kể cho em những trường hợp đó là em cho em thấy những trường hợp đó xui xẻo rất là nặng. Còn anh xui xẻo nhưng mà anh nhẹ hơn. Anh mới bị mất việc. Ờ thì thôi cũng được đi. Ừ. Hả? Lâu lâu nó có một nghỉ. Mẹ dặn xuống coi quán cà phê cho mẹ. Thế mà chả có cái khách nào, chả có một bóng ma nào, chán quá anh ạ. Tình hình mà cứ buôn bán như thế này thì lỗ chết. Thiệt á, giờ phải nghĩ cái phương hướng nào làm sao kéo khách được vô quán chứ. Em nghĩ rồi. Mình phải làm giống như là những cái công ty mà họ khai trương ấy anh. Họ thu hút sự chú ý bằng cách họ mặc đồ con rối. Tao đùng vào, anh mặc đồ Nomita, em mặc đồ Suka. Hai đứa đi ra đứng ngoài cửa kia nhảy. Mình nhảy mình tạo sự chú ý, anh hiểu không? Thế là bây giờ mình chỉ cần nhảy mình tạo sự chú ý. Và những cái động tác nó phải rất là quái. Nó phải quái, nó phải quái. Yeah everybody, yeah everybody, coffee, coffee, coffee. Everybody. Ê, có khách. Mỗi nhảy một cái là có khách nhảy. Dù là người quen nhưng mà không sao, miệng uống cà phê là được. Mời em ngồi. Mời anh ngồi. Coffee. Trời ơi, khổ quá anh ơi, thôi giỡn hoài. Em mới xin việc làm, xin không có được, không có tiền đi làm đâu mà bán uống cà phê. Ôi trời ơi. Anh chị, bây giờ cái chỗ bán nước của anh chị có tuyển nhân viên phục vụ không? Em bưng bê cho. Không phải là công ty của anh chị có tuyển nhân viên không? À, nhớ rồi, nhớ rồi. Công ty mình. Công ty mình có một chân chị. Nhưng, được. Nhưng có vấn đề là cái công ty này là tuyển người rất là gắt gao. Phong muốn vào làm là Phong phải có những cái kỹ năng đầy đủ, hiểu không? Đúng. Thôi bây giờ để thực tập trước. Để đảm bảo là phỏng vấn mình lấy được cái công việc đó thì bây giờ mình hãy thực tập. Thực tập bằng cách là hãy giả vờ như trước, đây không? Là một buổi phỏng vấn thực sự. Ok? Ok. Để vào luôn công việc chính, đó là vì là chúng tôi là cần tuyển một cái vị trí là cấp cao trong công ty. Đúng. Một vị trí mà không thể nào mà thiếu được ở trong công ty. Cần đến tư duy chất xám, cần đến sự nhanh lẹ tốc độ của bàn tay. Công việc này tóm lại, đó là công việc của người bấm số trong công ty. Em, một người có lịch trong sạch, đẹp trai, lại còn duyên dáng. Bàn tay rất là lanh lẹ, rất xứng đáng phù hợp cho công việc này. Con, yeah. Xin mời lấy số. Yeah. Hey, tôi còn một câu hỏi nữa. Ô, chào. Bây giờ mày nói nè, thằng này được lắm á. Thiệt, rất là được luôn. Cho nên là bây giờ á, con được thì tụi con nhận nó đi. Nó chỉ bị một cái nói chung là nó cái problem của nó đó, cái vấn đề của nó ở đây á là nó nhỏ xíu à. Nhỏ xíu sao mới được chứ. Là nó ăn nhiều thôi. Nó ăn từ ngày này qua ngày nọ, từ giờ nọ qua giờ kia, nó ăn từ sáng cho tới chiều. Có nghĩa là cái bữa sáng của nó đó, sau khi mà nó ăn một tô phở rồi á, một cái bánh mì ốp lai với hai cái hộp vịt hay là gà gì xong xuôi rồi. Rồi nó ngồi nó làm việc là nó chỉ có cắn hộp dưa với hộp bí. Rồi ở bên cạnh nó là có thể là khoảng 2-3 củ khoai lang, hay là một miếng đậu phộng, hay là
đại khái là mận ổi xoài cóc gì đó. Rồi cái nó chờ tới bữa trưa cái nó ăn nữa, nó ăn chừng 3 tô cơm ví dụ vậy đó. Xong cái tới buổi chiều á cái nó lại lặt vặt vài thứ, rồi bánh tráng trộn hay là xoài hay cóc ổi gì đó, rồi xong nó chờ tới bữa tối. Mẹ thấy tả, giống như là một cái máy xay sinh tố hay máy xay thực phẩm á. Giống như con tích ấy. Giống như con tích ấy mày. Con heo á, nói thiệt là giống như con heo á. Nhưng mà lý do nó ăn dữ vậy? Trời ơi, tội nghiệp lắm, nó ngán giùm vợ nó. Cái con kia á, ngán thì thèm đồ ăn, nhưng mà kêu đồ ăn về mà không ăn. Nhìn thôi, thằng này ăn. Ăn riết mà bây giờ cái bao tử nó bị lờn, nó quen với cái khối lượng thực phẩm như vậy rồi. Tội lắm. Dạ thưa anh chị, tội nghiệp em lắm. Bây giờ cũng cô Lan không? Cô Lan kể hết những cái chuyện mà hai em bị đuổi việc ở công ty trước rồi. Vậy bây giờ, hai sếp có nhận em vào làm nữa hay không? Không. Chồng. Dỡ về, kinh tế du lịch đã về. Bravo, hoan hô. Cái gì vậy? Mừng á. Dạ. Em nói nghe nè, em nói tìm được việc làm cho anh rồi. Việc nhẹ lương cao chỉ cần chăm chỉ là được. Thiệt không? Ừ. Đã vậy. Nè, cái công việc này nha, nhẹ nhàng thoải mái, anh chỉ cần ở nhà thôi, ăn ở không, làm được luôn. Vậy hả? Ừ. Ôi, làm màu quá. Nói thiệt á, có việc gì thì cứ giới thiệu. Bây giờ việc làm cần gì? Có trong hộp này thôi chứ gì? Việc này là của em. Sao chứ kỳ vậy? Mới nói anh em với nhau kề vai sát cánh. Tú sẽ lo cho Phong. Bên cạnh thì vẫn bên cạnh, còn việc ai nấy làm nha. Ủa là sao? Mở cái hộp ra đi. Gì đây? Gì vậy? Việc nhẹ lương cao, môn nghệ thuật. Là em kêu anh làm cái này hả? Ừ. Nghệ thuật chỗ nào? Trời ơi, anh không biết gì hết trơn á. Này nè, anh cầm cái miếng vải này lên đúng không? Ừ. Anh lấy một cây kim, anh xỏ chỉ màu qua, rồi anh từ cái đó anh khâu qua, đánh dấu mỗi lần khâu qua là đánh dấu một dấu cộng cho em, hiểu không? Trời ơi, nói chung là thiêu tranh chữ thập đó. Cô Lan. Gì con? Làm con tô mì gói 2 cái thuốc lá. Trời đất ơi, cái gì vậy con? Con vừa mới ăn một tô phở xong mà mày ăn cái gì mà ăn dữ vậy? Ê. Con vừa mới ăn một tô phở xong mà. Đừng nói. Trời đất ơi. Kiếm được việc làm rồi mày định ăn mừng hả mày? Chưa, bất nghiệp. Con, mày đừng có ăn nhiều quá, mày không có xin được việc làm đâu. Nói thiệt, anh cũng thương mày. Anh coi mày giống như người trong nhà vậy đó. Cho nên anh cũng ra anh hỏi mấy chỗ việc làm rồi. Nhưng mà nghe cái nết ăn của mày, cái không ai dám nhận mày luôn á. Có người nhận. Chú hai. Ê, Phong. Dạ. Có người nhận con rồi. Ai nhận con chú? Cả thế giới quay lưng với con, không nhận con. Nhưng mà bạn chú dang rộng vòng tay ra đón con. Con đi làm ngay bây giờ. Trời. Ừ. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại bằng một chú hai teo. Ủa chú, con tỉnh đi con mơ vậy? Thiệt không? Tỉnh, trời ơi, thiệt. Ráng đi, nghe lời ổng đi, ổng suối mày làm trai bao đó con, mày làm không? Thế ghê lắm. Thôi, như làm trai bao. Nhưng mà em tin là chú hai teo không phải là Tú ông đâu. Con, riêng chú hai á, Tú ông cũng được và Tú bà cũng được luôn. Được. Ông này ông không có tốt đẹp với ai cái gì bao giờ hết trơn trời. Nè. Con có đủ sức làm cái nghề đó đâu. Để anh nói cho nghe. Đừng có vì một cái phút mà xa cơ thất thế mà đi nghe lời của chú hai. Chú hai không bao giờ tốt bụng đâu, đừng có nghe lời ông, thiệt. Thôi đi, nói bậy bạ, chú hai là biết chú hai tốt lắm, đúng không chú hai? Đó. Chứ giờ công việc gì mà bây giờ chị kêu cũng làm hết, việc gì chú? Đây đây, giờ mày tấp vô đây, đó, vô chuồng. Đây đó, giống hai heo trong chuồng. Chú, chú đừng nói mẹ con nghe nha. Má con mày bớt cái miệng lại nghe, khẩu nghiệp cao bằng đi tết cô rồi, nghe chưa? Nghe, nói quá mày mốt cái lưỡi thụt xuống cái rúng bây giờ đây nè, nghe chưa? Tôi nói thiệt á, cuộc đời tôi chỉ có khẩu nghiệp với anh thôi á, tôi nói thiệt luôn, anh có tin không? Trời đất ơi, không biết thì im đi. Nó được nhận vô nhà hàng, nó làm chim mồi. Trời đất ơi, cho nó đi làm nhà hàng nữa hả? Nó ăn như vậy rồi mà ông còn cho nó làm nhà hàng là chết nó. Nội mà nó bá vô bếp nó ăn vụng đồ của người ta không, là cái lương của nó là không đủ tiền để mà trả tiền mà đồ ăn vụng thôi đó, tôi nói cho anh biết. No, yên tâm. Đừng có lo vấn đề là ăn rồi bị như là trừ lương ha.
công việc của nó rất là nhẹ nhàng. Vô nhà hàng con cứ ngồi con ăn, con tát, con sóc, con ăn một cách nhiệt tình, ăn một cách say sưa, ăn không ngừng nghỉ. Để làm gì? Không trả tiền luôn. Im mồi. Chú. Để cho những cái người khách khác lại vô người ta thấy. Trời đất ơi, quán này chắc ngon lắm mà thằng này nó ăn dễ sợ vậy. Kêu đồ. Trời, gì đâu, bình thường. Miễn có việc làm là được. Ngon dở không quan trọng, đúng không chú? Con, vậy mới được đó con. Bất chấp. Cô á, riêng cô là cô thấy cái vụ này có cái gì mờ ám nha con. Cuộc đời này không có ai mà cho không ai một cái gì bao giờ. Đã cho con ăn ngập mặt còn trả thêm tiền cho con. Con coi chừng á. Chú này là không bao giờ chú làm cái việc gì mà nó thuộc về hai... Cái bà quá. Bây giờ có đi làm hay không thì trả lời tôi cũng mệt quá. Giúp đỡ cho mày mà mày cứ mày nghi ngờ. Mệt quá. Con nghi ngờ chú đâu. Thôi được rồi, con quyết định đồng ý đi làm. Vậy đi. Vợ luôn luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào thì cha xét như hoàng thư. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chung qua bao chặng đường dài. Và rồi mai sau, mãi mãi là của nhau.